Chào các bạn, video này mình giới thiệu với các bạn một chiếc quạt rất hữu ích khi mất điện. Đó là chiếc quạt chạy bằng ắc quy 12V. Với chiếc quạt này thì bạn có thể thay đổi số, bạn có thể thay đổi tốc năng như một chiếc quạt thông thường. Chiếc quạt có thể chạy được bằng ắc quy xe máy, xe đạp điện, xe ô tô. Với xe máy và ô tô thì bạn chỉ cần kẹp đúng cực là có thể sử dụng. Nhưng với xe đạp điện thì các bình đã được nối tiếp vào với nhau. Không lẽ mỗi lần sử dụng lại phải tháo bình ra để sử dụng? Và để thuận tiện cho việc sử dụng, xe điện Hải Đăng đã chế ra một thiết bị giúp bạn thuận tiện hơn khi sử dụng. Đây là chiếc xe đạp điện và chiếc quạt. Mình sẽ làm thử cho các bạn xem. Mình sẽ dùng thiết bị của mình đã chế ra cắm vào ổ điện trên xe như thế này. Sau đó thì bạn nối dây vào quạt cho đúng cực. Ok, như vậy là xong. Giờ mình sẽ bật thử quạt. Và quạt đã hoạt động. Bạn có thể thấy là quạt đã được chạy bằng điện từ bình ắc quy của xe đạp điện 5 bình 60V. Ước tính với ắc quy 5A loại của xe máy thì có thể chạy được quạt trong vòng 2 giờ. Ắc quy 35A chạy một quạt được 10 giờ. Ắc quy 50A chạy một quạt được 22 giờ. Và ắc quy 100A thì có thể chạy được 46 giờ. Như các bạn thấy trong video, một chiếc quạt chạy bằng bình ắc quy 12V và một chiếc quạt chạy bằng ắc quy xe đạp điện 60V. Quạt khá là êm và rất là mát. Bạn có thể sử dụng thoải mái mà không lo mất điện nữa. Và xe điện Hải Đăng đã có chương trình khuyến mại từ nay cho đến hết tháng 9 năm 2016. Khi quý khách mua xe điện sẽ được tặng quạt và một chiếc bóng đèn LED siêu sáng. Hai món quà vô cùng ý nghĩa và hữu ích gửi tới các bạn trong mùa hè này. Và hãy click vào nút theo dõi kênh YouTube của xe điện Hải Đăng để có thể cập nhật được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.